Đó, xin chào tất cả anh em bà con. Nay thanh lý ve chai hợp kim, cái liệu hợp kim nha. Anh em nào mua phế thì được giá cao thì alo em nha. Số lượng 160 kg. Năm nào làm được 350 thì 1 kg thì chốt hốt nha. Cũng còn hàng sai. Em bán phế nha. Còn như đó thôi. Giá xô 160 kg. Năm nào cần thì chốt. Liệu thì không cần đẹp, chỉ như đó thôi.